Nga giới thiệu bản Gepard 3.9 cực mạnh cho Việt Nam. Hiện tại, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có trong biên chế 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, dự án 11661 do Nga chế tạo. Trong đó, cặp thứ hai được bổ sung chức năng chống ngầm, đi kèm một vài cải tiến nhỏ so với hai tàu đầu tiên. Sau khi tiếp nhận đủ 4 chiếc Gepard 3.9, thì đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Việt Nam sẽ đặt hàng Nga chế tạo cặp tiếp theo với cấu hình vũ khí mạnh hơn. Phương án được nhắc đến nhiều nhất đó là thay thế tên lửa hành trình chống hạm KH-35 Uranair bằng loại 3M54E Caliber NK và có thể tích hợp cả tên lửa phòng không tầm trung. Các cuộc triển lãm quân sự quốc tế từng diễn ra, Nga đã mang đi chào hàng một số bản nâng cấp của Gepard 3.9 với nhiều lựa chọn cho khách hàng, có thể là kéo dài thân tàu để tích hợp cả tên lửa phòng không tầm trung lẫn tên lửa chống hạm siêu âm, hoặc chỉ đơn giản là thay thế KH-35 bằng 3M54E mà thôi. Tuy nhiên, tại triển lãm DSE Việt Nam 2019 đang diễn ra tại Hà Nội, gian hàng của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Vũ khí Rosoboron Export đã xuất hiện một mô hình tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 rất lạ mắt và gần như chưa từng được nhìn thấy trước đó. So sánh với Gepard 3.9 nguyên bản, thì con tàu mới có phần thượng từng được thiết kế lại. Trên nóc cabin chỉ huy không còn radar trinh sát Positive ME cũng như radar điều khiển hỏa lực Manoeuvre ME nữa, thay vào đó là một chủng loại khá lạ mắt. Phía sau tàu đã được bổ sung nhà chứa trực thăng kính, trên đó có một tháp radar mới, lắp radar trinh sát nhìn vòng kiểu Frigate MAE hoặc bản nâng cấp của Positive ME. Về cấu hình vũ khí, phiên bản Gepard 3.9 này vẫn giữ lại pháo chính AK-176M cỡ 76,2mm, phía sau khẩu pháo là module tên lửa pháo phòng không Palma, đuôi tàu có hai khẩu pháo bắn nhanh AK-630M cỡ 30mm. Chi tiết đáng chú ý nhất dễ dàng nhận thấy ở khoảng không gian chính giữa tàu đã được kéo dài. Tại đó có hai cụm bệ phóng thẳng đứng với tổng cộng 16 ống. Nhiều khả năng đây là cụm bệ phóng UKSK của tên lửa hành trình chống hạm Caliber NK. Tuy nhiên, rất có thể là phiên bản nâng cấp UKSK-M tích hợp được cả tên lửa phòng không. Chưa rõ biến thể nâng cấp mới nhất của tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 dự án 11661 có phải được thiết kế dành riêng cho Hải quân Nhân dân Việt Nam hay không. Nhưng việc người Nga mang nó tới triển lãm DSE 2019 với mục đích chào hàng là một chỉ dấu rất đáng chú ý. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.